Rồi bây giờ các bạn khởi động cái app Payfake lên thì các bạn sẽ thấy cái giao diện nó như vậy. Thì cái phiên bản này thầy đang xài là phiên bản CS6 nha. Thì các bạn có thể cài tối thiểu là CS6 cũng được, không cần phiên bản cao làm chi. Thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu về giao diện này. Giao diện thì đầu tiên các bạn thấy đây là cái menu, đúng không? Đó, cái menu giống như tất cả các phần mềm khác. Thì đầu tiên bạn thấy đây là file này. File thì mình vào cái menu file thì thường các bạn thấy là new project, tức là mình sẽ tạo một cái dự án mới, đúng không? New project, open project, tức là mình sẽ mở cái file trước đó, mở cái dự án trước đó đã lưu rồi đó, thì mình bấm vô open, tức là mình mở nó ra. Còn cái này là mình tạo mới hoàn toàn, hiểu ý không? Cái này là đóng rồi, cái này là save cell, lưu lại đó, lưu file, lưu gì đó, mình lưu bài, mình sẽ chọn này. Import là gì? Nhập vào, đúng không? Nhập vào. Import là mình sẽ nhập dữ liệu vô trong update fact. Export là gì? Có nhập thì có xuất. Rồi đơn giản xong cái phần file. Sang phần edit. Phần edit thì mình sẽ có gì? Ctrl Z giống như các phần mềm khác là gì? Lui lại. Các bạn làm sai mình sẽ lui. Ước gì cuộc đời của mình có Ctrl Z, đúng không? Nhưng mà rất là khổ là trình đời mình không có cần chân dép. Rồi history là lịch sử. Cut tức là mình sẽ cut nó vào trong cái clipboard để mình pass nó ra. Cut tạm thời tức là mình cắt đi. Copy là cần chân C. Mình muốn copy cái file nào đó mình cần chân C. Clear bằng với gì? Bằng với delete tức là xóa, đúng không? Double K chúng ta là cần chân D tức là nhân bản trong After Effects, thì cần cho D là nhân bản đối tượng. Mấy cái này chia lớp rồi chia layer gì đó thì sau này mình làm mình sẽ sử dụng nó tính sau. Composition là gì? Composition, new composition, cần cho N, tức là mình tạo một cái bố cục ha, một cái bố cục. Bố cục là gì? Bố cục là cục to tổ bố. Là bố cục tức là mình sắp xếp lại các cái bước, các cái bài của mình. Composition setting tức là chỉnh lại bố cục nha. Đó. Và mấy cái này review tức là mình xem nè, sales frame hoặc là render tức là mình sort file ra nè. Đây là sort nè. Nó bằng cái export ha. Sort. Thì mình sẽ làm việc với mấy cái này sau. Layer là gì? Layer là gì? Là lớp. Bên Photoshop là lớp, đúng không? Thì nó bằng với track. Nó bằng với cái track á, là rãnh. Thì trong này, trong After, rồi trong After Effects, rồi Premiere, rồi Audition, hoặc là Flash, Anime thì nó là dùng cái từ track, tức là một cái rãnh, một cái gì đó, nó bằng với từ lớp, này, layer. Ok, tiếp theo là Effect. Thì tất cả những hiệu ứng trong After Effects đều nằm ở trong này hết. Nếu như các bạn cài một cái hiệu ứng bên ngoài vô thì nó sẽ nằm ở phía dưới này. Đó, thì bạn sẽ cài xong thì nó sẽ nằm ở phía dưới này. Còn mặc định của After Effects thì nó sẽ có những cái hiệu ứng đơn giản ở đây thôi. Đó, về âm thanh, về 3D, về kênh, color, màu, biến dạng, đúng không? Đó, thì nó sẽ nằm hết ở đây. Nhưng mà bạn muốn có nhiều cái xảo đẹp thì mình phải sưu tập. Đó, sưu tập bạn cài đặt thêm. Nó giống như là Photoshop á, các cái hiệu ứng trong login thì mình muốn thì mình phải cài thêm. Chứ còn bản thân của nó thì không nhiều ha, bản thân nó chỉ có đơn giản thôi. Mấy cái cơ bản thôi. Còn mình muốn có nhiều kỹ xảo mình nên cài đặt thêm. Anime thì liên quan đến làm hoạt cảnh. Những cái gì đó chuyển động thì mình sẽ dùng cái này, như keyframe hay gì đó thì mình sẽ dùng cái bảng này. View tức là những cái gì bạn thấy trên màn hình ha. Đó, thì có zoom nè, zoom in, zoom out, tức là zoom in tức là zoom vào, zoom out, zoom ra, reduction, độ phân giải. Show ruler là cái thước. Show guide là gì? Các lưới. Snap to guide tức là bắt dính vào lưới. Lock guide tức là khóa lưới. Show guide tức là phần lưới ha. Cái này liên quan đến cái phần lưới, phần nhìn đó. Phần ấy thì mình sẽ vào đây mình sẽ tìm. Trong bảng Windows
trong bảng Windows thì các bạn sẽ có những cái bảng như là Align, tức là mình có cái bảng canh giống này. Audio tức là về liên quan âm thanh, Rust liên quan đến cỏ, Character liên quan đến về chữ, Effect là liên quan đến hiệu ứng, Info thông tin, Max là liên quan đến mặt nạ dữ liệu, tên vẽ gì đó, thì tất cả nó sẽ nằm ở trong này. À, các bạn phải nhớ cái tên để mình cần thiết mình sẽ vào đây mình lấy, nhớ không? À, ví dụ thầy cần mở cái gì đó thầy sẽ vào đây thì mở, ví dụ thầy tắt cái bảng info đi này, thầy cần bảng info thì vô Windows thì sẽ chọn info này. Thấy không? Thầy tắt bảng audio, thầy cần audio thì vô audio thì mở này, đó thầy mở ra. Phần help là phần trợ giúp, menu help là trợ giúp, nhấn F1 thì nó sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cái chương trình After Effects. Đây là thầy của các ông thầy, đúng không? F1 thì các bạn có thể xem các hướng dẫn ở đây. Rồi tiếp theo phần phía dưới này, đây là cái bảng công cụ của After Effects, nó sẽ nằm ở ngay chỗ này, nó khác với phần mềm khác ở chỗ này. Cái đầu tiên đây là công cụ chọn, mình muốn chọn cái gì đó thì mình sẽ bấm vào cái công cụ này, mình chọn để di chuyển. Cái bàn tay là hand để di chuyển cái màn hình làm việc này, mình di chuyển cái màn hình này. Zoom là phóng lớn thu nhỏ. Cái này là xoay. Cái công cụ này là công cụ camera. Khi mình dùng camera trong cái 3D thì mình sẽ dùng camera này. Đây là di chuyển camera. Cái công cụ này là nhóm công cụ vẽ hình học. Vẽ hình học cộng giống như là pen cũng vậy, và là vẽ các cái đường đó, các cái đường. Rồi chữ T là gì? Chữ T là đánh chữ, nhập chữ ha. Cây cọ là brush, brush cọ. Công cụ này là close stamp, là copy màu, copy hình á, thì mình sẽ dùng close stamp. Công cụ này là công cụ Eraser, tức là về cục gôm, tức là xóa ha. Đó thì đây là những cái công cụ chính nằm ở đây. Tiếp theo là cái bảng project. Bảng project này là gì? Trong Premiere nó là gì các bạn? Cái bảng project này nhiệm vụ của nó là chứa nguồn nguyên liệu, đúng không? Chứa file đó, chứa cái nguồn đó, chứa file nguồn, chứa phim nguồn. Nguồn thì tất cả các cái file mà bạn nhập vào After Effects nó đều nằm ở trong cái bảng này hết. Nó đều nằm trong cái bảng này hết nha. Rồi tiếp theo là gì? Bên phải thì đây là các cái palette, các cái bảng hộp thoại. Ví dụ cái bảng review là cái bảng cho phép bạn xem, như là đây là nút play. Nút play là gì? Là chạy, đúng không? Play tức là chơi đó. Rồi cái nút này là nút review, tức là xem, cũng giống bằng với play nhưng mà nó sẽ chạy theo âm thanh nữa, tới next lui gì đó. Còn phía dưới này là các cái hiệu ứng nè, đó, trong cái bảng effect reset là các cái hiệu ứng của mình nằm ở đây. Tiếp theo cái bảng quan trọng nhất là cái bảng phía dưới này, đây là bảng timeline. Đây thầy đang mở nhiều bảng nên bạn thấy đây. Đây là bảng timeline nhé. Timeline tức là bảng biên tập ha, biên tập. Thì khi bạn đưa xuống đây nó sẽ biên tập phía dưới này. Đó, các bạn thấy đây là biên tập này. Đó, biên tập như này thì khi bạn biên tập đây thì trên cửa sổ composition thì nó sẽ thấy được. Thấy không? Đó, mình biên tập ở dưới này là nó sẽ thấy. Ở đây nó có một cái cây thước này, đây là cây thước thời gian. Cây thước này nó chạy tới đâu, nó quét tới đâu thì chúng ta sẽ thấy hình ở đó. Ta chạy tới đâu giống như là Premiere vậy thôi, nó sẽ chạy tới đâu thì mình sẽ thấy hình ở đó. Rồi trên này là position, tức là cửa sổ để xem các cái kết quả của mình. Composition là gì? Là bố cục, đó. Thì trên này sẽ là sắp xếp, bạn sẽ thấy nó sắp xếp ở trên này nè. Đó.
Đó, sắp xếp đây. Thấy chưa? Đó. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu các bạn về cái bảng timeline này. Bảng timeline bên dưới này. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là gì? Biểu tượng con mắt là gì? Cái icon này nè. Là visible. Không? Visible tức là ẩn hoặc hiện. Chỗ này là zoom nè. Ví dụ thầy zoom 50% thì bạn thấy như vậy. Thầy zoom lên 200% thì nó phóng lớn như vậy. Đó, cái này là zoom nha. Zoom. Còn con mắt này là gì? Visible tức là ẩn nè. Bạn thấy ẩn đấy không? Đó, bạn bấm vô những cái biểu tượng này tức là nó sẽ ẩn đi. Đó, nó ẩn các lớp đi. Đó. Các bạn bật lại thì như vậy. Đó, mình bật lên lại. Cái biểu tượng cái loa nè. À, cái lớp nào mà nó có cái loa, ví dụ như là cái lớp sound này bạn thấy nè. Đây là cái âm thanh ha. Thì nó có cái biểu tượng cái loa này thấy không? Cái loa là mình sẽ mở âm thanh hay tắt âm thanh thì mình sẽ bấm vào cái loa này. Là cái lớp cái loa. Còn chỗ này là lớp, cái nút này là nút solo. Nút solo tức là gì? Hai thằng ra solo với nhau. Đúng không? Bắn nhau á, solo. Thì cái nút solo này thì khi bạn bật nút solo này thì chỉ có mình một người thấy thôi, đúng không? Những khác nó đều ẩn hết. Ví dụ thầy solo này thì đó. Thấy chưa? Tức là những cái thằng khác sẽ ẩn hết. Solo. Rồi tiếp theo là cái khóa. Cái khóa nè. Khi bạn khóa lại. Tiếp theo là đây là cái khóa nè. Nếu như bạn khóa lớp này lại nè thì các bạn sẽ không di chuyển được cái lớp đó nữa. Đó. Đó, khóa là cứ ngắt luôn. Lớp dưới mình di chuyển được, nhưng mà lớp tím ở trên này là không di chuyển được nè. Đó, tức là mình thì đó không di chuyển được, không thao tác, giống như là khóa tất cả luôn, giống như trong Illustrator các bạn khóa luôn rồi đó. Còn cái mũi tên này nè thì buổi sau mình sẽ làm việc nhiều với trong cái mũi tên này. Các bạn bấm sổ mũi tên này xuống thì nó sẽ có những cái chain form ha. Cái chỗ này mai mốt mình sẽ biên tập này, mình sẽ làm các anime, tức là những cái chuyển động thì nó sẽ nằm ở trong cái phần này. Thì buổi sau mình sẽ làm bài tập thì nó sẽ liên quan đến cái chain form này. Còn tạm thời hôm nay thì mình chỉ có giới thiệu thôi. Cái tiếp theo đây là cái nhãn này, cái label. Cái label tức là cái nhãn. Cái nhãn thì mình sẽ cho màu, ví dụ đây mình có thể cho bất cứ cái màu nào đó. Mình sẽ đặt một cái màu nào đó tùy các bạn. Màu đỏ, màu gì đó. Thì đây là các cái nhãn ha. Cái nhãn để mình phân màu ra thôi, cũng không có gì quan trọng hết. Mình sẽ tạo cái nhãn. Còn bên này là cái số thứ tự từ 1 đến 6, 7, 8 gì đó, tức là cái số thứ tự. Ở bên này layer name tức là cái tên. Các tên khi bạn nhập cho đây thì nó có cái tên. Đó. Bên này là các cái nút khử răng cưa. Đó, chỗ này nè. Những cái này là phần nút khử răng cưa nhé. Đó, ví dụ thầy đang để chế độ này nè. Đó, thì cái chế độ này thì nó đang ở cái chế độ là bị răng cưa. Đó, răng cưa. Những cái file bên Illustrator các bạn đưa qua thì nó sẽ có cái răng cưa. Thì bạn muốn khử thì bạn sẽ chuyển nó về ngược lại bên này. Hiểu ý không? Đó, thì bạn muốn hết răng cưa thì mình sẽ bấm về đây này. Đó, thì cái này là khử răng cưa nhé. Còn cái bên này á, chữ FX là viết tắt của chữ effect á. Thì cái lớp nào mà có cái chữ effect thì là nó báo cho mình là đang có hiệu ứng. Cái lớp đó sẽ đang gắn cái hiệu ứng này thì nó sẽ có cái chữ FX. Và nếu không thì không có nha. Thì sau này mình để ý chỗ nào có lớp nào có chữ FX là nó đã có cái trong đó nó có hiệu ứng. Còn cái motion. Cái chỗ này là motion này. Blur đó. Mình check vô đây. Thì khi đó nó sẽ chuyển động, nó sẽ bị nhòe đi. Nó giống như là gió đó, bạn chạy xe mà nó có gió đó thì mình sẽ check vô đây thì nó sẽ tạo cái blur.
nó nhòe đi ha, nó nhòe đi. Đó. Rồi tiếp theo là cái gì? Adjustment. Adjustment đó là ép một cái lớp màu xuống một cái layer khác. Đó, nếu bạn học giỏi Photoshop thì bạn sẽ biết cái tên này là adjustment. Đa số lớp mình không biết, không giỏi, đúng không? Biết đâu? À, biết mà không nói thôi, đúng không? Rồi, ok. Đó. Adjustment tức là áp một cái màu. Đó, nhiều khi làm nhưng mà đếch biết tên nó là gì. Đúng không? Áp một cái lớp màu xuống cái lớp dưới. Rồi, chỗ này. Cái này là lớp nào được gắn cái 3D á. Ví dụ thầy bật cái lớp này nè. Đó, bật cái hình này. Đó, ví dụ hình layer này đi. Thì đây là cái layer mà nó có cái 3D nè. Đó, thì lúc này nó có 3D thấy không? Chụp X, Y, Z nè. Đó, ví dụ thầy xoay thầy. Thầy 3D nè ha. Nó liên quan đến cái gì đó 3D ha. 3D trong không gian 3D đó. Sau này mình sẽ làm cái 3D nó sẽ là nó có cái khối này nè. Đó, nó sẽ có khối ha. Thì khi đó mình thấy chỗ này nó gắn cái biểu tượng này, tức là cái lớp này là lớp 3D. Đó, lớp này nó có cái 3D nên các bạn sẽ thấy cái này. Cái này sẽ gắn, nó gắn cái shift, tức là nó liên kết tới một cái hiệu ứng nào đó. Nó liên kết tới một cái lớp nào đó, hai lớp nó gắn với nhau á. Nó link với nhau á. Nó link với nhau thì mình sẽ dùng cái này để link. Ha, để link. Rồi cái phần chỗ này thì nó chỉ vậy thôi. À, các bạn để ý phía dưới này nó có ba cái nút quan trọng này, ba cái nút mở rộng nha, nó nhỏ nhỏ các bạn có thấy nó nằm ở góc này, này. Đầu tiên là expand, tức là mở rộng, expand collapse the layer with panel. Đây. Thì các bạn bấm thì nó sẽ mở rộng cái phần này layer này ra nè, thấy chưa? Còn cái góc này là góc expand collapse. Đó, the transfer the control panel này, đó thì nó mở rộng cái phần này ra cho mình nữa này. Cái này cũng vậy ha. Đó, out duration strength. Thì khi đó mình sẽ cho phép mình thấy cái gì đây? In tức là gì? Đầu vào, tức là in point, tức là đầu vào, đúng không? Đầu vào của một clip mình sẽ xem ở đây. Out point là đầu ra. Out point. Cái này các bạn đã làm trong Premiere, học Premiere bạn sẽ biết được cái điểm in point và out point của một clip rồi, đúng chưa? Duration đó là cái độ dài của một clip, đúng không? Strength là cái phần trăm. Thì các bạn xem cái clip bạn biết là điểm in point là đầu vào, out point đầu ra, duration là cái đoạn dài của clip. Thì bạn muốn biết được bạn bấm vô đây. Đó, mở rộng vô đây ha. Cái chỗ này là cái gì? Cái zoom, đúng chưa? À, bạn zoom nè, zoom là cái này nè, mình sẽ zoom lớn zoom nhỏ nè, giống như Premiere các bạn đã học rồi đó, zoom nè. À, còn cái thông số này á, đang để 0002 giây nè, chữ S tức là giây đó, được chưa? À, thì đây là bạn thấy được cái bao nhiêu giây thì mình sẽ thấy ở trên cái timeline này. Đó là toàn bộ cái phần thầy muốn nói giới thiệu về cái giao diện Premiere này nha. À, xin lỗi, After Effects. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các bạn là import, cách import một cái clip vô đây, import file vô đây nha. Thầy new một cái mới đi. New nè, khỏi sale luôn. Đây là cái new cái mới hoàn toàn nha. Được chưa? Đó, giao diện các bạn đầu tiên các bạn sẽ thấy giao diện như vậy. Thì bây giờ mình import nè, có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ double click trực tiếp trên cái vùng xám này, các bạn nhấp double click vô đây. Double click vô đây thì nó hiện lên cái bảng này ngay lập tức. Cách thứ hai là vào file này, import nè. Import thì mình sẽ có hai kiểu nha. Import file tức là import bình thường từng lớp. Import multi-layer file tức là mình sẽ import nhiều file một lúc. Thì cái này không quan trọng đâu, mình chọn cái này cũng được thôi.
Bây giờ thầy sẽ chọn là import file trước nè. Được chưa? Thầy sẽ mở cái tài liệu. Đó, thầy sẽ mở cái file tài liệu ha. Rồi. Tí nữa các bạn download cái tài nguyên này về thì mình sẽ có những cái file này. À, bây giờ thầy muốn chọn một file import này. Thầy chọn cái file, thầy nhấn open thì nó sẽ nhảy vô đây. Ok nè. Thấy chưa? Tương tự thầy import nữa nè. Import file nè. Thầy muốn import một lúc bốn cái hình này. Thầy giữ shift thì chọn bốn cái cũng được, đúng không? Giữ shift chọn bốn cái nè. Đó, sau đó nhấn open này cũng được này. Thấy chưa? Đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo bây giờ mình có rồi. Các bạn có thể tạo ra một cái bin, tức là grid new layer này. Các bạn bấm một grid new layer, tức là mình sẽ tạo một cái trong cái Premiere thì người ta gọi là cái gì các bạn? Là cái bin. Đúng không? Tạo một cái bin, còn trong này thì nó là new folder. Đó, mình sẽ đặt tên, ví dụ bạn đặt tên là image, tức là hình ảnh nè. Thì những cái gì liên quan đến hình ảnh thì các bạn sẽ cho nó hết vào cái thư mục này. Đó, để mình quản lý, thấy chưa? Đó. Bây giờ thầy tiếp theo import nữa nè. Bây giờ mình sẽ import một cái file này. Là file video, đúng không? Open. Đó thì nó cũng vào này. Đó. Mình cũng tạo một cái folder mình đặt tên là video nha. Sau đó mình sẽ kéo những cái gì đó liên quan đến video mình thả ra đây. Đó, video đã nằm trong cái email rồi, kéo ra ngoài. Đó, mình sẽ có cái folder là video. Tương tự audio cũng vậy, mình sẽ tạo ra cái thư mục để mình quản lý nó. Tiếp theo mình sẽ import tiếp theo nè. À, ví dụ như thầy muốn đưa cái file này vô, đưa cái folder này vô này. Đưa cả cái folder luôn, không có đưa từng cái một nữa, mệt mỏi quá rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn cái folder nè. Các bạn click xuống cái import folder này. Đó, có cái tên là import folder nè. Được chưa? Thì lúc này bạn thấy nó đưa cả cái folder này vô cho mình luôn. Tương tự những cái khác mình cũng làm như vậy ha. Mình sẽ chọn như là Photoshop. Đó, Photoshop. Hoặc là tạo giấy số hay gì đó. Thì mình muốn đưa cái nào vô thì mình sẽ đưa thôi. Đó. Rồi, các bạn muốn bố cục hay sắp xếp gì đó thì mình kéo xuống dưới này. Mình kéo thẳng ở đây thì nó sẽ hiện lên đây. Thì mình sẽ biên tập ở đây nè. Thấy không? Đó. Nhưng mà trước khi biên tập mình phải tạo một cái gì? Tạo một cái composition. Cách tạo một cái bố cục mới bằng cách nào? Có hai cách. Cách thứ nhất các bạn nhấp vô đây nè. Nhấp vô đây nha. Thì ở bên Premiere là cái gì? Sequence đúng không? Sequence đó. Sequence thì mình sẽ tạo một cái này đúng không? Bên này là composition. Các bạn vào composition, new composition. Mình đây mình sẽ đặt tên, còn nếu bạn không đặt tên thì nó sẽ đặt tên là composition. Đây các bạn đặt tên là bài tập 1 đi, hoặc là bài, cái này là bài gì ta? Buổi thứ nhất. Buổi thứ nhất import. Import ha. Thì trong này các bạn có thể chọn các cái chuẩn video này. NTSC. Trong này mình có hai cái tiêu biểu nè. NTSC và PAN khác nhau gì? Hỏi lại kiến thức của Premiere coi. Khác nhau gì? NTSC là chuẩn gì? Chuẩn của gì? Hả? NTSC là viết tắt của chữ National Television Scancom đúng không? Tức là chuẩn của Hiệp hội Truyền hình Hoa Kỳ. Tức là theo truyền hình của Hoa Kỳ đúng không? Chất lượng theo truyền hình Hoa Kỳ. Còn PAN? PAN theo gì?
Bound là gì? Bound scan tức là theo chuẩn châu Âu. Và thằng phát bắt nguồn của nó là của thằng Đức nha, chuẩn của thằng Đức. NTC tốc độ khung hình của nó bao nhiêu? Bao nhiêu? NTC là bao nhiêu? Rồi 29.97 frame second. Đây là tốc độ khung hình. Còn pan là bao nhiêu? Đúng rồi, 25 hình trên giây. Đây là chuẩn của phim, phim nhựa đúng không? Phim nhựa. NTC thì tốc độ khung hình thì sao? Nhanh. Còn pan là gì? Chậm hơn nhưng mà nó đòi hỏi là cái độ phân giải cao ha. Độ phân giải của pan nó sẽ cao hơn. HDTV, HDV và HDTV nó là cái gì? Mấy thằng này là cái gì? Cái này là theo truyền hình chất lượng cao, đúng không? Truyền hình chất lượng cao. Đó. Thì mình sẽ có cái tùy vào công việc bạn sẽ chọn cái nào đó thôi. Ví dụ như này, bây giờ để là NTSC DV1 đi. Thì lúc này các bạn thấy là gì? Chiều rộng, chiều cao của nó này. Đúng không? Frame breadth tức là tốc độ khung hình trên giây là 29.97 nè. Đó. Resolution là gì? Resolution là gì? Độ phân giải. Ở đây mình có thể lựa chọn các độ phân giải như full là đầy nè, cao nhất. Half là bao nhiêu? Half là 1/2, thirds 1/3, quarter 1/4, custom. Custom là tự xử đúng không? Rồi. Thì nếu cái máy của các bạn nó không đủ mạnh thì các bạn có thể chuyển xuống half hoặc là thirds tùy. Thì sau này mình render mình mới tăng nó lên. Giống như là 3D vậy đó. Thì máy mạnh thì để full đi ha. Còn SITA time code là gì? Cơ sở thời gian bắt đầu đúng không? Thì nếu bạn để cái chỗ này là 1 á thì 1 giờ sau á thì nó mới chạy tới cái phim của mình á. Đúng không? 1 giờ sau nó mới chạy tới. Ngồi chờ chán đi rồi nó 1 giờ sau mới có phim coi. Thì cái này cũng không cần xài đúng không? Duration. Duration là gì? Độ dài của cái clip bạn muốn làm bao nhiêu? À, ví dụ như đây là mình sẽ có không số 0000 là gì? Số này là bao nhiêu? Này là số gì đây? Học Premiere rồi em hỏi. Là sao? Cái nào trả lời không được là cho fail luôn. Cái này học Premiere rồi. Cái số này là giờ. Đúng không? Giờ đến gì? Phút. Đến giây. Khung hình. Được chưa? Thì bây giờ cái phim mình dự tính là 10 giây. 10 giây. Rồi các bạn làm bài tập thì tầm khoảng 10 giây đổi lại thôi. Đúng không? Đừng có cao quá máy nó chạy không nổi đâu. Cái này là background color tức là màu. Bạn không thích màu đen thì mình sẽ click dưới đây mình sẽ chọn cái màu khác thôi, chọn màu. Ok. Thì đây là cái composition có tên là buổi 1 import. À, mình sẽ có được cái tên đây. Rồi các bạn sẽ kéo các cái file xuống đây. À, các bạn biên tập thì mình sẽ kéo xuống đây chẳng hạn thì nó sẽ thấy ở đây. Đúng không? Thì nó sẽ làm việc nhiều với file Photoshop hoặc là file Illustrator. Đó. Nó sẽ làm việc nhiều với những cái file này. Nha. Nó sẽ làm việc nhiều ở đây. Tiếp theo.
Các bạn muốn đưa một cái file Photoshop vô đây thì sao? Có giống vậy không? Các bạn nhấp đúp vô đây. Mình sẽ có file Photoshop này. Đây là file BSD đúng không? Các bạn thể ý là file BSD này. Bây giờ thầy open cái file BSD này. Thì lúc này các bạn thấy nó chỉ có một lớp này thôi. Đó, nó chỉ có một lớp này. Rồi sau này vô hết rồi. Các bạn muốn đưa các cái lớp vô đây á thì chúng ta sẽ chọn lớp này. Ở phía dưới này các bạn sẽ chọn cái gì? Cái phần import arc các bạn chú ý cho thầy, mình sẽ chọn là composition system này. Đúng không? Chọn composition để mình đưa các lớp vô. Mình sẽ đưa các cái lớp vô. Đưa các lớp layer vào trong After Effects. Mình sẽ chọn composition nha. Đó, chọn composition này, open này, rồi chọn ok này, thì lúc này nó sẽ tạo cho mình, nó sẽ tự tạo cho mình một cái composition này, nó sẽ tự tạo cho mình một cái composition mới và một cái thư mục các cái lớp từ bên Photoshop đưa qua đây, đúng không? Đó, bên Photoshop có bao nhiêu lớp thì nó sẽ có bấy nhiêu lớp ở trong After Effects này. Bây giờ thầy sẽ đắp click vô cái lớp này, cái composition này, bạn thấy nè, nó có một cái banner ở đây ha. Đó, mình có banner này. Đó, nó có một lớp này không? Các bạn nhấp đúp vô cái lớp này luôn. Nhấp đúp vô cái bố cục này luôn. Thì nó sẽ sang cái phần lớp này ha. Đó, nó sẽ sang một cái bảng layer khác này. Đó, mình có những cái lớp trong này có này, thấy không? Đó. Bây giờ mình muốn cho cái đối tượng nào chạy trước chạy sau nè. Mình xem cái video demo đi. Đây cái video, không phải video này. Mình sẽ xếp xếp lại đi. À, có thôi, bây giờ mình sẽ tự làm. Bây giờ mình sẽ cho các cái lớp nào xuất hiện trước. À, ví dụ như là bây giờ bắt đầu từ cái background ha. Các bạn xem đây nhá, từ background này bắt đầu tới cái kịch bản tiếp theo là cái nền. Thầy tìm cái nền này xuất hiện. Đó, cái nền này thầy sẽ xuất hiện khoảng 1 giây. Các bạn muốn cho nó nhảy cái timeline đúng 1 giây thì mình sẽ nhấp vô đây. Ở đây thầy sẽ đánh là 1 giây. Thì lúc này cái timeline của thầy nó sẽ nhảy đúng ở đây 1 giây nè. Và mình sẽ dời cái background này nè. Cái background này nè, mình sẽ dời nó về đây nè. Thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là nó sẽ chạy như vậy. Rõ ràng từ đây nè. Đó, xuất hiện cái này. Rồi tiếp theo sẽ xuất hiện cái hình Android nè. Hình Android nè. Android mình sẽ cho nó xuất hiện ở khoảng 2 giây. Bắt đầu từ 2 giây thì mình sẽ cho xuất hiện cái hình Android này. Thì mình cũng kéo cái Android này về đây. Thấy chưa? Rồi sau đó tới cái gì? Tới hình sinh viên cô gái này. Đó, xuất hiện cô gái này ở khoảng 3 giây. Đây thầy sẽ đánh là 3 giây. 3 giây ha. Thì nó sẽ nhảy tới 3 giây này. Và lúc này hình cô gái này xuất hiện ở đây. Đó. Rồi tiếp theo lên 4 giây. 4 giây thì thầy sẽ cho cái gì? 4 giây thì thầy sẽ cho cái tuyển sinh ha. Tuyển sinh xuất hiện. Tuyển sinh là cái lớp nào đâu? Lớp này đúng không? Đó, 4 giây đây. Tuyển sinh. Rồi tiếp tục là 5 giây. Thầy đánh vô đây 5 giây thì mình sẽ cho xuất hiện cái gì? Theo kịch bản là cái chữ đăng ký này. Đúng không? Chữ đăng ký. Rồi với lại cái vector vector này. Thì tất cả đều khoảng 4 giây. Đó, hai cái này đều đi từ cùng với nhau ha. Đó, 4 giây. Đó, thì mình sẽ xem nó như vậy. À, cái thằng vector này tuyển sinh sai rồi đúng không? Tuyển sinh 4 giây, cái thằng vector này thì nó mới bằng cái chỗ này. Đó. 4 giây nè. Rồi cái chữ này mới xuất hiện 4 giây đây ha.
Rồi bắt đầu cái thằng này. Rồi đến cái này ha. Android đến cô gái này. Rồi đến toàn quốc ha. Toàn quốc là khoảng 4 giây. 5 giây là hai thằng này. Lùi về đây. Đó. Thấy chưa? Đó thì mình sẽ sắp xếp lại như vậy thành một cái banner này. Thì cái này thì đơn giản thì mình học cách thôi, chứ còn mình làm bên anime thì cái phần này dễ hơn nhiều. Đúng không? Bây giờ các bạn muốn lồng nhạc vô đây nữa, lồng âm thanh thì mình sẽ kéo cái clip âm thanh xuống đây. Thì âm thanh trong cái After Effects thì nó sử dụng cái đuôi quay hoặc đuôi MP3. Và đuôi MP3 ha. Đó, thì hai cái đuôi phổ biến nhất. Mình sẽ kéo xuống đây. Các bạn kéo xuống dưới cùng này thì nó sẽ tạo ra một cái lớp phía dưới này. Để xem lại thì các bạn sẽ nhấn nút play nè. Nhấn nút play. Nhấn nút play thì nó sẽ chạy thôi nhưng mà bạn không thấy tiếng. Đó. Bạn nhấn nút play thì nó chạy nhưng mà không có tiếng. Bạn muốn xem cả hình cả tiếng thì bạn phải bấm vào nút RAM view này. Đó. Bấm vào nút RAM view này thì nó sẽ xem được cả hình cả tiếng ha. Rồi xong đó mình muốn xuất cái file này ra thì các bạn có thể vô import này. Import ha. Xuất sang đuôi gì đây? Adobe Flash này, SW cũng được ha. File này cũng được. Và không thích xuất Flash hoặc xuất Premiere. Không thích xuất Premiere thì xuất ra phim thì mình sẽ vào ra composition chọn pre-render nhá. Chọn re-render để xuất file. Nào, re-render để xuất file. Bấm vô re-render để xuất file. Đâu mất tiêu rồi. Đây. Thì trong cái phần output module này. Ở đây các bạn sẽ chọn lại cái đuôi. Nếu mình thích AV mình cứ để AV. Còn nếu bạn không thích AV mình bấm vào đây mình sẽ chọn cái đuôi khác. Trong phần format thì mình sẽ có nhiều kiểu đuôi, ví dụ như là H264 đuôi nén này cũng được, hoặc là FLV. Thì mình xuất sang phim trên web thì là HDV, AV thì nó nặng một xíu, rồi MMV3 hoặc là đuôi nén. Các cái chuẩn nén thì đây thầy sẽ chọn là H264 nha. Rồi ok. Cái chỗ này là mình sẽ xuất đi đâu này, output to mình sẽ xuất đi đâu này. Đó, các bạn sẽ nhấp vào đây này. Đó, mình ví dụ như này xuất ra desktop đi ha. Rồi, phải nhấn vô render nè. Các bạn nhấn vô nút render để mình render ra nè. Thì lúc này mình sẽ chạy ra ha. Đó, render hết cái đường này là ok. Rồi nó kêu cái rend là xong. À. Bây giờ mình sẽ thấy cái file nó ngoài này nè. Mình click phải mình open nó lên mình sẽ có được cái đoạn kỳ click này. Sao không có tiếng? Kỳ cục quá. Rồi mình xem lại cái chỗ mình sót thôi. Mình sẽ chọn lại cái này ha. Tắt này đi. Render lại đi. Re-render. Rồi. Output video từ style cop. Đây các bạn muốn có âm thanh thì mình phải check cho thằng audio output này. Đó bạn phải check cho audio output thì khi đó mình render nó mới có âm thanh.
Rồi, bây giờ mình xem lại nè. Đó, mình test cho audio cho mình có nè. Được chưa? Và hôm nay thì chủ yếu là chúng ta sẽ tìm hiểu về giao diện After Effects và các cái bố cục composition, các lớp layer, những cái tên này các bạn phải nắm được nha. Bữa sau thầy sẽ hỏi đó.